Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 14 tháng 4, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khởi công xây dựng phiên bản dãy phố cổ Hội An và khánh thành phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An. Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm kết nghĩa của hai thành phố 1961-2021. Tới dự có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh. Về phía thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có đồng chí Trần Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hội An cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể thành phố Hội An. Công trình phiên bản dãy phố cổ Hội An sẽ được xây dựng tại công viên Hội An, thành phố Thanh Hóa trên diện tích 980 m², bao gồm 15 căn nhà gỗ, trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng, được lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của tuyến phố Trần Phú và tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai, là vùng lõi đặc trưng của phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới. Công trình sẽ được hoàn thành trong thời gian 180 ngày với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng. Đây là công trình của Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tặng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau khi hoàn thành, cùng với phiên bản chùa cầu, phiên bản trụ biểu đã được xây dựng trước đó, công viên Hội An sẽ trở thành điểm tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai thành phố, nơi tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng và nghĩa tình gắn bó giữa hai địa phương. Tại lễ khởi công, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình phiên bản dãy phố cổ Hội An. Nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa và lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống thành phố Thanh Hóa, thành phố Hội An, đặt tại trung tâm hành chính thành phố Thanh Hóa. Đây là phòng lưu giữ, trưng bày, giới thiệu hơn 300 tư liệu hình ảnh hiện vật quý về vùng đất và con người, về tình kết nghĩa son sắc thủy chung của hai thành phố từ năm 1961 đến nay. Cũng nhân dịp này, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An đã phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa gặp mặt và tặng 10 suất quà cho 10 thương binh ở thành phố Thanh Hóa đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng. Hôm qua ngày 14 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2021 nghe và cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 13 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 thành các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách với sự phân công trách nhiệm rõ cho từng cấp, từng ngành, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội. Dự thảo chương trình hành động xây dựng mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể về phát triển kinh tế, về khoa học công nghệ, văn hóa xã hội, tài nguyên và môi trường, về quốc phòng an ninh, về công tác đối ngoại và về xây dựng hệ thống chính trị và cải cách hành chính. Dự thảo chương trình hành động cũng nêu rõ việc xây dựng ban hành các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách của tỉnh để thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2022, đảm bảo phù hợp, khả thi, phát huy hiệu quả cao nhất mọi tiềm năng lợi thế của tỉnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 13/2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
đối với dự thảo kế hoạch hành động của Ủy ban dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 13 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị. Dự thảo đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ triển khai thực hiện như công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thông tin về nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 13/2021 của Chính phủ, hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của tỉnh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, chú trọng phát triển kinh tế biển và ven biển, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tạo nền tảng để trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu. Cho ý kiến vào dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo kế hoạch hành động của Ủy ban dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 13 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ. Các ủy viên Ủy ban dân tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo. Kết luận các nội dung này, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Ủy ban dân tỉnh rà soát, thẩm định, điều chỉnh một số nội dung, sớm hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến. Đối với dự thảo kế hoạch hành động của Ủy ban dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 13 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 58 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo chương trình hành động của Ủy ban dân tỉnh trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết số 13 ngày 3 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ. Nghe và cho ý kiến vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh, Hậu Lộc là huyện có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, nhưng sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, lãnh đạo huyện Hậu Lộc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn các công việc, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, dồn lực để thực hiện thành công. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị Hậu Lộc xác định lấy kinh tế biển là trọng tâm, phát triển dịch vụ và du lịch theo hướng du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch văn hóa, lễ hội, đẩy mạnh phát triển đô thị trên nền tảng phát triển kinh tế. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý, quy hoạch vùng huyện Hậu Lộc phải xây dựng được các phương án mang tầm chiến lược, trong đó ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề đang là điểm nghẽn được người dân quan tâm như sắp xếp lại dân cư đối với một số xã có mật độ dân số cao, quan tâm đến vấn đề chống biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phát triển hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô phát triển, gìn giữ môi trường sinh thái, nhất là khu vực các xã ven biển. Cũng trong chương trình phiên họp thường kỳ tháng 4, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các Ủy viên Ủy ban dân tỉnh đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh, đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Dự thảo tờ trình của Ủy ban dân tỉnh đề nghị Hội đồng dân tỉnh xem xét quyết định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu ngân sách đối với 10 phường được thành lập thuộc thành phố Thanh Hóa và báo cáo kết quả rà soát các đề án trong các chương trình kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban dân tỉnh đã ban hành. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Phạm Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban của tỉnh ủy.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi làm việc, nơi cư trú và kết quả xác minh trả lời những vấn đề cử tri nêu đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trình bày tờ trình số 88 và tờ trình số 89 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử và các quy định của pháp luật, căn cứ biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử, hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 vị và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 143 vị với 100% đại biểu tham dự biểu quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức hội nghị hiệp thương và tổ chức lấy ý kiến của cử tri ở cơ quan địa phương nơi cư trú. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự phối hợp của các ban ngành có liên quan và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên trong danh sách chính thức được Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh niêm yết và công bố đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử trong cử tri và nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tích cực tham gia để cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, lựa chọn ra những người xứng đáng tham gia vào cơ quan quyền lực ở trung ương và địa phương. Theo quy định của luật bầu cử, chậm nhất 40 ngày trước ngày bầu cử, danh sách cử tri phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu. Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri. Từ nhiều ngày trước, cán bộ thôn Lộc Trạch, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn đã tích cực đến từng hộ gia đình để lập danh sách những cử tri đủ độ tuổi tham gia bầu cử. Các thông tin của cử tri như họ và tên, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú đều được ghi chép cẩn thận để phục vụ việc niêm yết danh sách cử tri. Cấp ủy họp rất chặt chẽ, cho họp các cấp ủy, cho họp các ngành và họ ban công tác mặt trận và triển khai chia thành từng tổ một đến từng cụm dân cư tới từng họ và lấy danh sách thì là đến từng họ ghi danh sách và cho chứng minh thư nhân dân của từng gia đình để mà ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh và trong độ tuổi, và sau khi lấy danh sách về thì thôn sẽ ngồi lại cùng ban công tác mặt trận rà soát lại một lần nữa xong với gửi lên danh sách lên cấp trên. Phường Phú Sơn, một trong những phường có số cử tri đông của thành phố Thanh Hóa, với hơn 10.000 cử tri, bỏ phiếu tại 7 khu vực. Với quyết tâm hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử cấp trên, phường Phú Sơn đã chỉ đạo các khu phố tập trung nhân sự cho việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Đến ngày 13 tháng 4, phường đã niêm yết xong danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tất cả các khu vực bỏ phiếu. Ban chỉ đạo bầu cử cũng như là Ủy ban bầu cử cũng đã về với các khu phố, tổ dân cư, phối hợp với ban cán sự phố, ban công tác mặt trận để đi xuống từng hộ dân và các khu phố để rà soát, lập danh sách cử tri để tránh cái tình trạng là sai sót và nhầm lẫn. Đến ngày 13 tháng 4, việc niêm yết danh sách cử tri của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành. Ngay sau khi niêm yết danh sách, các địa phương đã tiến hành công bố rộng rãi đến người dân, cử tri, tới nhà văn hóa để kiểm tra, nắm bắt thông tin. Nếu phát hiện sai sót, sẽ báo cáo lại cho cán bộ thôn, khu phố để điều chỉnh, bổ sung. Khi mà có số liệu thay đổi về số liệu, thay đổi chỉnh sửa về ngày tháng năm sinh, các thông tin của cử tri, thì địa phương đã chỉ đạo là báo cáo ngay về Ủy ban Nhân dân điều chỉnh cho nó đúng với thực tế của địa phương. Đối với những cử tri mà đi khỏi địa phương mà không có mặt tại địa phương, thấy đi thời gian lâu rồi, theo luật thì địa phương chưa lập vào danh sách mà họ đã cư trú tại nơi khác. Thì khi mà có về địa phương trước 24 giờ thì họ làm thủ tục đăng ký thì địa phương sẽ khẩn trương
bổ sung vào danh sách cử tri của từng đơn vị. Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có 3.982 khu vực bỏ phiếu. Với tinh thần đúng luật, nhanh chóng, chính xác, thận trọng, mọi quy trình của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Ủy ban Bầu cử các cấp triển khai thực hiện tốt. Hiện toàn tỉnh đang tập trung cao nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động ban thông tin phổ biến kiến thức và đối ngoại hợp tác quốc tế giai đoạn 2021-2025. Với mục đích tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, Ban Thông tin phổ biến kiến thức và đối ngoại hợp tác quốc tế sẽ tập trung tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về tập hợp, tôn vinh đội ngũ trí thức, phổ biến kiến thức khoa học phổ thông, các tiến bộ về khoa học kỹ thuật, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, xây dựng, văn hóa, y tế, du lịch. Nội dung phổ biến phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với nhu cầu, lứa tuổi, trình độ của đối tượng được phổ biến. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, đề ra phương pháp tuyên truyền phổ biến kiến thức, trong đó tập trung truyền thông phổ biến kiến thức qua trang thông tin điện tử, ấn phẩm thông tin, qua hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo khoa học và các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện nay, lúa chiêm xuân của Thanh Hóa đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng. Một số diện tích trà xuân sớm đã trổ bông. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nên rất dễ phát sinh các loại sâu bệnh gây hại trên cây lúa, nên chính quyền các địa phương và bà con nông dân cần đặc biệt quan tâm, phát hiện và xử lý kịp thời hiệu quả. Xã Bình Lương, huyện Như Xuân gieo cấy trên 160 ha lúa vụ chiêm xuân. Hiện cây lúa đang trong giai đoạn làm đồng trổ bông, song trên đồng ruộng đã xuất hiện bệnh khô vằn, đào ôn lá gây hại. Sau khi phát hiện sâu bệnh, cán bộ khuyến nông huyện, xã hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ kịp thời khi bệnh mới xuất hiện ở diện hẹp, không để bệnh phát sinh thêm, nhất là bệnh đạo ôn lá. Ở khu đồng ruộng A Vàng này thì cũng xuất hiện một số con đám ruộng là bị đạo ôn. Thì cũng theo khuyến cáo của khuyến nông thì cũng thường xuyên đi thăm đồng và lên trạm bảo vệ thực vật mua thuốc để phòng trừ. Hiện trên các trà lúa tại các huyện Thường Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Quảng Xương, Cẩm Thủy, Thọ Xuân, bệnh khô vằn xuất hiện và gây hại nhẹ với diện tích nhiễm trên 270 ha. Bệnh đạo ôn lá gây hại nhẹ với diện tích nhiễm trên 25 ha. Ngoài ra còn có bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, chuột cũng đã xuất hiện gây hại nhẹ, phân bố tại các huyện Quan Hóa, Thường Xuân, Đông Sơn, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cục bộ chuột gây hại nặng tại huyện Hoàng Hóa với diện tích trên 100 ha. Chính quyền các địa phương, bà con nông dân đã tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh sớm và phun phòng theo nguyên tắc 4 đúng để công tác phòng trừ đạt hiệu quả cao. Chúng tôi làm cái thông báo và hướng dẫn trên truyền thanh, đồng thời tức là cán bộ nông nghiệp cùng với các ông trưởng phố đấy, tức là xuống đến khu đồng ruộng và đồng thời tức là hướng dẫn nhân dân tức là thực hiện là 4 đúng, một là coi như là đúng thuốc đó. Thứ hai là đúng thời điểm đó. Thứ ba là đúng nồng độ đó. Thứ tư là đúng cách phun để cho nó đảm bảo được các cái không bị coi như là sai thuốc hoặc là nó nói chung là nó đảm bảo về cái chất lượng trong cái khi mình xử lý. Khi mà phát hiện ra bệnh thì bà con báo cán bộ khuyến nông thôn và khuyến nông xã phối hợp và đến thăm đồng và thấy phát hiện ra thế thì phối hợp và báo cáo với ủy ban dân huyện, đặc biệt là đối với lại trạm khuyến nông. Trạm khuyến nông và để mua thuốc về phòng trừ. Theo dự báo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thanh Hóa, từ nay đến cuối tháng 4, thời tiết tiếp tục có nhiều sương mù, nắng mưa xen kẽ, rất thuận lợi cho các loại sâu bệnh tiếp tục phát sinh gây hại, nhất là dời nâu, dời lưng trắng, bệnh bạc lá, đạo ôn cổ bông. Do vậy, ngoài việc chăm sóc, đảm bảo điều tiết nước hợp lý cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ngành nông nghiệp các địa phương cần tiếp tục điều tra, dự tính, dự báo các đối tượng dịch hại chính trên cây lúa để hướng dẫn bà con có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ đầu để đạt hiệu quả cao. Hiện nay, bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm. Tại nhiều tỉnh thành phố phía Nam, số ca mắc tay chân miệng tăng cao ở mức báo động và đã có những trường hợp tử vong. Tại Thanh Hóa, bệnh tay chân miệng vẫn đang được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 33 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Bệnh nhân xuất hiện rải rác ở nhiều địa phương, không xuất hiện ổ dịch. Ghi nhận tại các cơ sở khám chữa bệnh, đa phần trẻ mắc tay chân miệng đến khám và điều trị bệnh trong tình trạng bệnh nhẹ, không có biến chứng do được phát hiện sớm.
Bệnh tay chân miệng được kiểm soát tốt tại Thanh Hóa là sự nỗ lực của hệ thống y tế các cấp và các địa phương trong việc giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh đầu tiên để cách ly kịp thời, không để lây lan dịch bệnh. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phòng chống tay chân miệng do giám đốc sở ký triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với các cái phân công cụ thể cho các cái đơn vị liên quan. Ngoài ra thì tăng cường các truyền thông mạnh mẽ ở tất cả các cấp học và đặc biệt là cấp mầm non và nhà trẻ, rồi tăng cường cái giáo dục ở hộ gia đình, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh chân tay miệng. Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa và tiếp xúc thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là các bé dưới 5 tuổi. Bệnh tay chân miệng có tốc độ lây lan nhanh, dễ thành dịch. Cao điểm của bệnh là từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Bệnh rất nguy hiểm nếu không phát hiện sớm và có phương pháp điều trị kịp thời. Dấu hiệu đặc trưng của bệnh là sốt, đau họng, tổn thương niêm mạc miệng và da, chủ yếu ở dạng phỏng nước, thường thấy ở miệng, lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông. Hiện nay thì bệnh tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh, mà chủ yếu là chúng ta phòng bệnh bằng cái việc là vệ sinh sạch sẽ. Cái thứ nhất là phải nâng cao thể trạng cho các cháu, tăng sức đề kháng bằng cách là ăn uống tốt, đủ chất, ngủ nghỉ. Thứ hai là cái vệ sinh quần áo, vệ sinh tay chân, rửa tay bằng xà phòng là tốt nhất. Thứ ba là mình phải lau chùi cái sàn nhà, các cái vận dụng, các cái đồ chơi của các cháu nó sạch sẽ. Và khi mà các cháu mà bị tay chân miệng rồi thì phải cách ly hoàn toàn. Thời tiết sang mùa xuân hè, khí hậu nóng ẩm hiện nay là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh tay chân miệng phát triển. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của trẻ, thì bên cạnh những nỗ lực của ngành y tế và các địa phương, đơn vị chức năng, các nhà trường, gia đình cần chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường sống và vệ sinh cá nhân cho trẻ để phòng dịch. Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4. Sáng 14 tháng 4, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Ngày hội đọc sách với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Chương trình diễn ra sôi nổi, ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên, các trường trên địa bàn tỉnh. Tại Ngày hội đọc sách, Thư viện tỉnh đã trưng bày hơn 3.000 tài liệu, đầu sách, báo có nội dung phong phú, phù hợp với nhiều đối tượng độc giả theo các chuyên đề: lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác, biên giới, biển đảo Việt Nam, sách dành cho thiếu nhi, giáo dục kỹ năng sống, sách văn học. Để thu hút độc giả, ban tổ chức còn bố trí xe thư viện lưu động được trang bị sách, máy tính kết nối Internet. Độc giả, nhất là các độc giả nhỏ tuổi rất hứng thú với xe sách đặc biệt này. Hôm nay đến với ngày hội sách thì có rất là nhiều sách thiếu nhi, con cũng rất là thích. Bình thường thì con cũng hay đọc sách ở thư viện trường, con thấy sách cũng giúp con rất là nhiều bổ ích trong việc học tập ạ. Con cảm thấy rất là vui được tham gia các hoạt động, qua đó cho con thấy là sách rất là bổ ích, giúp chúng con hiểu thêm về quê hương đất nước và con sẽ phải dành nhiều thời gian để đọc sách hơn ạ. Không chỉ được thỏa sức đọc những cuốn sách hấp dẫn, bổ ích, các em học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng. Các hoạt động này đều hướng các em tới vai trò ý nghĩa đặc biệt của sách và văn hóa đọc trong học tập và đời sống. Tôi cũng rất mong là các con sẽ được tiếp tục trải nghiệm nhiều hơn nữa những cái ngày hội đọc sách như thế này để cái văn hóa đọc của các con ngày càng được phát triển hơn và nó giúp ích cho các con trong cái việc là trau dồi kỹ năng, vốn từ và nó thêm cái tình yêu với sách, rồi cũng giống như là nó trở thành một cái văn hóa thường nhật. Với mong muốn chung tay cùng các nhà trường xây dựng phát triển văn hóa đọc, nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã trao tặng sách cho một số trường trên địa bàn tỉnh, trao tặng 20 suất quà khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 100 thẻ bạn đọc miễn phí cho các bạn đọc thân thiết. Văn hóa đọc không thể hình thành trong ngày một, ngày hai mà phải được bồi đắp bền bỉ qua thói quen đọc sách hàng ngày. Sự say mê hứng thú của các bạn đọc nhỏ trong ngày hội đọc sách cho thấy các em sẽ yêu thích sách nếu được người lớn quan tâm hơn trong việc hướng dẫn chọn sách và đọc sách thế nào cho hiệu quả. Những hoạt động như ngày hội đọc sách cũng chính là món quà ý nghĩa, góp phần bồi đắp và thắp lên tình yêu dành cho kho tàng tri thức của nhân loại trong mỗi học sinh, sinh viên. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.